Xin chào các bạn đã đến với kênh Như Ý Channel. Hôm nay mình sẽ khui những cái món đồ mà mình mới săn sale được Shopee vào ngày 8 tháng 8 vừa rồi. Thì đến hôm nay mình mới nhận được đủ tất cả các món hàng. Mình sẽ khui ra một lượt cho mấy bạn xem nha. Đầu tiên là những cái món mà mình săn được có 1.000 đồng. Bây giờ là mình khui cái bịch nhỏ này trước nha. Cái này là bong bóng nha mấy bạn. Wow, 10 cái bong bóng, 10 cái bong bóng màu xanh, rất là dễ thương luôn. Bong bóng này là mình để thổi nhân dịp sinh nhật con gái của mình á. Đẹp quá chừng luôn à. Con móng này màu xanh mà nó dạng có ánh kim á. Tiếp theo cũng là một bịch bong bóng. Bịch này là cũng là bịch bong bóng nha, nhưng mà nó là màu bạc. Để mình coi cái màu bạc thì cái màu nó đẹp không ha. Ủa? À quên, hôm bữa là mình đặt màu hồng chứ không phải là màu bạc. Oh my God. Cái này nó giao cho mình là cái dạng giống như là màu nâu luôn các bạn, chứ không phải là màu hồng nữa. Vô tay! Vô tay! Nhìn nó không giống màu hồng, nó giống màu nâu hơn á. Để mình thổi nó lên thử coi nó có ra màu hồng không ha. Nó ghi là màu hồng nhạt mà mình nhìn nó giống như màu nâu đất. Thổi lên là nó đã hơi hồng hồng nữa bạn ơi. Dễ thương ghê à. Never really asked to be brought into the place. You wanna love me, well then baby I've a taste. Đây, cái này nè, sinh nhật con gái mình sẽ thổi 20 cái bông bóng này. Ăn sáng xong là thổi 20 cái bông bóng này để trang trí nè các bạn. Rất là dễ thương nghe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiếp theo là món đồ với giá 1.000 đồng. Thôi khui cái hộp này ra trước đi. Coi cái hộp này là cái gì mà có 1.000 đồng à. 1.000 mà đóng gói rất là kỹ nha mấy bạn, chứ không phải là hả 1.000 mà người ta đóng gói sơ sài đâu. Đóng gói rất là kỹ luôn á. Yeah, ra đó coi. Không biết khui đường nào luôn bạn ơi. 2000 years later. Những món hàng nào mà nhỏ thì người ta bỏ trong cái bịch như thế này. Còn cái này chắc nhiều món nên nó đóng trong cái hộp. Ai da. Ten 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 ten. Đây là một cái kẹp tóc màu xanh. Mình rất là mê màu xanh. Màu xanh lá cây, đặc biệt là màu xanh lá cây, cái gì mà nó liên quan tới màu xanh lá cây thì mình thích đó. Bây giờ mình kẹp thử cho các bạn xem nha. Hả? Cũng dễ thương chứ bộ. Chỉ có 1.000 đồng thôi bạn. À nó còn tặng thêm cái gói quà bí mật gì nữa nè. Đây. Nó ghi là biết ơn bạn đã mua sắm nha, đây là quà bí mật. Một gói quà bí mật. À. Tặng trong quá chừng hung luôn. Với thêm một cọng dây đeo tay nha. Dây đỏ là dây may mắn á. Rất là nhiều hung. Nhiều hung lắm. Khoảng 20 cọng á. 20 cọng hung. Với một cọng hung vải nữa. Thêm một sợi dây đeo tay. Dây đeo tay đỏ nha. Để mình đeo vô thử coi. Dây đeo tay đỏ nha, rất là may mắn ha. Mấy bạn thấy không? Săn sale có 1.000 đồng à. Mà được cái kẹp, dây đeo tay, rồi thun cột tóc nữa. Trời quá lời luôn á. Cái kẹp này ở ngoài mua chắc cũng hả 7-8 ngàn á. Còn dây đeo tay này 10 ngàn. Rồi mấy cọng thun này nữa. Mà mấy bạn săn chỉ có 1 ngàn à. Lời lắm á bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khui món đồ tiếp theo nha.
sợ cái bịch, cái bịch khổng lồ luôn. Ten 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 ten. Ủa gì vậy? À ha, đây là miếng lót đế dài nha. Miếng lót gót gót dài á. Miếng lót gót dài có bạch xíu vậy mà anh cho cái bạch bá lên bạch. Thấy nó đóng gói kỹ không? Này là mình lót cái gót dài á, gót dài mình đeo rộng quá nên mình lót vô cho nó đeo vừa nha. Bây giờ mình khui cái cục hàng này đi. Món đồ này mua là giá 55.000 nhưng mà được reship vào cái ngày 8 tháng 8 á. Đây là món quà mình mua mình tặng cho con gái mình nha. À, đây là một bộ bình nước mini. Bình nước mini mà nó đóng gói bị rách cái hộp rồi mấy bạn ơi. Đáng lẽ cái này là nó phải đóng trong cái hộp giấy giống như vậy là nó mới không có bị mớt cái hộp, mà cái này nó bỏ vô cái bao ni lông á làm cái hộp nó bị mớt. Bây giờ mình khui vô trong ra coi nó có bị gì không ạ. Nó tặng thêm hai cái bong bóng nữa mà. Có cái ly. Có cái ly nè. Mình sẽ đổ nước vô cái bình này rồi mình chặn lại, sau đó mình đút cái ly vô ấn xuống là nó chảy nước ra nha, lấy nước uống. Quá tuyệt vời, y hệt như cái bình nóng lạnh trong công ty mình luôn á, dễ thương ghê. Mà có điều cái shop này gói hàng không được kỹ cho lắm. Đây là sticker nha. Mấy cái hình sticker này nó rất là dễ thương. Hình sticker gấu hay hay hai con gấu. Ở dưới đây là một vàng trái tim và đây là cái trống. Mình có thể lấy sticker này là mình dán lên cái bình nước nè. Dán ở đây nè, dán xung quanh cái bình nước rất dễ thương, hoặc là mình dán lên cái ly á. Mình còn hai món nữa nha. Hai món này nhìn hoành tráng không đố các bạn biết cái này là gì. Đây là tấm thảm chùi chân á. Mình sang xe có 1.000 đồng mà mình thấy ở trên shop nó bán hình như 20 mấy 30 ngàn một cái á. Và đợt trước á mình có sang xe một lần rồi, tấm thảm rất là đẹp nên lần này mình cố gắng mình sang để coi lần này nó có đẹp giống như lần trước không nha. Đây. Wow. Tấm thảm lót chân hoa văn thổ cẩm nha. Ôi đẹp nha, đẹp nha. Ai nhìn đẹp quá à. Dày lắm mấy bạn ơi. Đây nè. Tấm thảm lót chân ở ngoài là chợ mà mình mua cái này chắc cũng 30.000 hoặc 35.000 tấm á. Ở đây mình săn chỉ có 1.000 thôi. Còn một tấm cuối cùng, đây giờ mình gỡ này ra luôn nha. Hai tấm này hoa văn nó cũng gần giống như nhau á bạn. Đây. Bạn thấy đẹp không? Chỉ có 1.000 đồng. 1.000 đồng một tấm thôi. Thông thường á thì ở trên Shopee á là nó hay sale giảm giá vào ngày 7 tháng 7 nè, 8 tháng 8, 9 tháng 9 hoặc là giữa tháng á, ngày 15 tháng 8 nè, và 30 tháng 8 nè, nó sale liên tục luôn. Các bạn hả muốn săn sale thì vào luôn những cái voucher á thì mấy bạn săn được những sale những cái hàng này rất là rẻ luôn á. Bây giờ là mình khoe lại lần nữa nha. Đây trên chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video khác nha. Khi nào mình có săn sale nữa thì mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn tiếp nha. Bye bye.